đối với cái sinh viên của chúng ta thì việc khởi nghiệp nói riêng và đối với thanh niên nói chung thì khởi nghiệp đó là một việc mà phải làm để chúng ta có được một cái tương lai. Và đối với tập đoàn Trung Nguyên là một cái tập đoàn mà chúng tôi thấy rằng đã thành công rất là lớn trong cái việc mà khởi nghiệp, nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái cách làm người cũng như là trong cái việc mà thực hiện chuẩn bị cho cái nghề nghiệp của mình sau này. Tập đoàn đã trao tặng nhiều cuốn sách cho các bạn sinh viên chúng em để sau này chúng em ra trường có thể là được biết được nhiều kiến thức hơn về cái cách để làm giàu và được nhiều thông tin bổ ích. Nó có rất là ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho em cách về làm giàu, cách về nhân lộng được tình yêu thương đến mọi miền của Tổ quốc. Rất là vui mừng được đón cái hành trình từ trái tim của tập đoàn Trung Nguyên đến với tỉnh nhà. Cảm thấy được mình được truyền một cái động lực rất là lớn và hy vọng trong thời gian tới sẽ được tiếp cận hành trình nhiều hơn để hiểu nhiều hơn và sẽ được lan tỏa cái tinh thần của hành trình đến với tất cả các bạn thanh niên trong tỉnh nhà. Dưới 5 cái đầu sách này phải nói đây là có giá trị ý nghĩa rất lớn trong giáo dục nhân cách cũng như định hướng cho các bạn thanh niên về vấn đề lập nghiệp, về vấn đề xây dựng cái nhân cách của thế hệ thanh niên Tây Ninh nói chung, đó là bạn đọc của Thư viện tỉnh Tây Ninh nói riêng.